Hội nông dân thành phố Biên Hòa phối hợp với Hội nông dân phường Tân Phong vừa tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện Định Quán. Các hội viên đã đến tham quan thực tế trại rắn của anh Nguyễn Tuấn Phong, ngụ tại ấp 3 xã La Nga. Đây là một trong những mô hình nuôi rắn hổ vện thương phẩm có quy mô lớn trong tỉnh, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Rắn hổ vện là loại rắn rất hiền và không độc như nhiều loại rắn khác. Kỹ thuật nuôi quan trọng nhất là phải giữ ấm chuồng khi thời tiết lạnh và làm mát cho rắn khi trời nóng ngoài nguồn thu từ bán rắn thịt và mua rắn đẻ trứng, trại rắn của anh Phong thu trên dưới 1.000 trứng một ngày. Số trứng rắn này được anh cho ấp nở với tỷ lệ sống đạt khoảng 90%. Sáng con được anh dưỡng để tiếp tục cày đàn và bán rắn giống giá 110.000 đồng cho các trại rắn trong và ngoài tỉnh. Qua chuyến tham quan học tập kinh nghiệm đã giúp cho hội viên nông dân có thêm nhiều thông tin và kiến thức từ mô hình thực tế này đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mô hình nuôi rắn thương phẩm tại biên hòa trong thời gian tới